Xin chào tất cả các anh chị em nhà đầu tư. Thì Phục sẽ livestream trên các kênh của AZFIN Việt Nam rồi là chứng khoán thực chiến cho người mới về các cái chủ đề liên quan đến thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán và tài chính. Trong cái buổi hôm nay thì Phục sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp, các cổ phiếu trong VN30. Vì sao chúng ta lại phải tìm hiểu về nó? Thì sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết hơn. Trước tiên là bí quyết để đầu tư thành công, thì Phục xin trích dẫn một số câu nói của ngài Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại nổi tiếng nhất thế giới. Đầu tiên đó là nguyên tắc số 1, không bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc số 2 là không quên nguyên tắc số 1. Thì đây là một trong những nguyên tắc có thể giúp ngài Buffett cũng như rất là nhiều người trên thế giới giàu có một cách bền vững và chắc chắn, chứ không phải là lúc lên voi lúc xuống chó rất là nguy hiểm. Đó. Tiếp theo, ngài Buffett cũng đã từng nói bạn chỉ có thể làm tốt một vài điều đúng trong đời, miễn là đừng làm quá nhiều điều sai. Hay khi cơ hội đến, hãy làm tất cả mọi việc để nắm bắt lấy đó. Như vậy, để có những cái bí kíp thành công như vậy thì chúng ta bắt buộc phải hiểu được cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào để có thể tránh xa các cái cổ phiếu có thể làm chúng ta mất tiền rất lớn, hay để có thể tận dụng các cái cơ hội nắm bắt lấy khi cổ phiếu về mức giá thấp để mua. Như giai đoạn vừa rồi chúng tôi cũng mua được rất nhiều các cái cổ phiếu tốt với giá rất hời. Ví dụ FPT chúng tôi mua được giá từ 40 đến 44 và giá hiện tại thì sau điều chỉnh thì nó khoảng 47 chấm mấy, nhưng mà tương đương với khoảng độ 57, tức là lợi nhuận cũng 3-4%. Hay một cổ phiếu rất nổi tiếng khác là PPC, chúng tôi mua với giá 20.5 với 21, nhưng mà đã hưởng 1.000 cổ tức, đến nay giá vẫn là khoảng 25.000 đồng. Hay là cổ phiếu Thủ Dầu Một chẳng hạn, chúng tôi mua với giá 15.7 và hiện nay cũng là khoảng 21.000 đồng. Hay rất là nhiều các cổ phiếu khác. Thì tất cả những cái vấn đề, những cái cổ phiếu mà chúng tôi nắm bắt được cơ hội như vậy, nguyên nhân đầu tiên đó là chúng tôi hiểu mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi biết doanh nghiệp hoạt động kinh doanh như nào, ra sao, và thực sự chúng tôi hiểu việc chúng tôi đang làm gì. Và để làm được những cái điều như tôi vừa nói ở trên thì chúng ta phải hiểu mô hình doanh nghiệp, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp gồm những yếu tố nào? Trước tiên đó chính là nhà cung cấp của doanh nghiệp là những ai, rồi sau đó đầu vào của doanh nghiệp là những cái nguyên vật liệu gì, sản phẩm gì. Tiếp theo, trực tiếp nhất ở doanh nghiệp đó chính là cái quy trình kinh doanh, quy trình sản xuất của doanh nghiệp ra sao, rồi dẫn đến đầu ra của doanh nghiệp là gì, và cuối cùng khách hàng của doanh nghiệp là ai. Thì chúng ta hiểu rõ được cái mô hình kinh doanh này của doanh nghiệp thì cũng chính là việc chúng ta nắm được doanh nghiệp, hiểu được doanh nghiệp toàn bộ. Do đó chúng ta biết được rằng với Covid-19 hay với khủng hoảng kinh tế hay với giá dầu tăng, giá điện giảm hay vân vân, thì như vậy sẽ tác động đến doanh nghiệp này như thế nào hay không tác động gì. Ví dụ đối với một số doanh nghiệp có đầu vào là giá xăng dầu chẳng hạn, thì rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng đầu vào của nó đang giảm và được hưởng lợi. Ví dụ như ở quý 1 vừa rồi, các doanh nghiệp như Bình Minh chẳng hạn được hưởng lợi khá tốt, thế do đó hiệu quả kinh doanh quý 1 của họ tăng khá tốt, đúng không? Hay là những cái doanh nghiệp mà đầu vào của họ bị ảnh hưởng bởi giao thương quốc tế thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh. Hay là ví dụ như ngành hàng không chẳng hạn, đầu vào của họ rõ ràng chính là các cái hành khách, mà Covid thì đã ngăn chặn hành khách lên tàu bay của họ, đúng không? Hay là ví dụ như là ngành chứng khoán chẳng hạn, hay ngành ngân hàng chẳng hạn, thì ví dụ như ngành ngân hàng đầu ra của họ hiện nay là đang hơi bị tắc. Bởi vì Covid-19 làm cho người ta phòng thủ nhiều hơn, làm cơ hội trên thị trường ít hơn, dẫn đến người ta sẽ đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh ít hơn. Khi đó thì người ta sẽ vay ít tiền hơn. Đó, thì khi chúng ta hiểu được cái mô hình kinh doanh này thì chúng ta đã nắm được một phần thắng khá chắc chắn trong tay rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta phải nghiên cứu về nó một cách rất rõ ràng. Thì sau đây tôi sẽ cùng với các bạn
chúng ta cùng tìm hiểu về ngành nghề, về mô hình kinh doanh của các cái cổ phiếu trong VN30. Vì sao lại là VN30 mà không phải các cái danh mục khác? Đơn giản như này, VN30 là những cái doanh nghiệp hàng đầu, là những doanh nghiệp lớn nhất ở trên sàn chứng khoán Việt Nam rồi. Bởi vậy cho nên về cơ bản đa phần các doanh nghiệp ở trong này đều là những doanh nghiệp rất tốt, rất triển vọng, rất đáng để đầu tư. Nó được sàng lọc rất nhiều rồi. Đó. Vì thế cho nên theo tôi chúng ta nên làm việc dễ, hãy tập trung vào các cái doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp hàng đầu để chúng ta nghiên cứu một cách rõ ràng. Hơn nữa, một trong những cái bí kíp thành công của AZFIN Việt Nam trong 8 năm qua với lợi suất cao gấp khoảng 3 lần so với trung bình thị trường là bởi vì chúng tôi trong nhiều năm liền chỉ tập trung vào một nhóm cổ phiếu nhất định. Khi bạn chỉ tập trung vào một nhóm cổ phiếu, bạn tìm hiểu nó rõ như trong lòng bàn tay, thì một cái kết cục rất rõ ràng là khi nào nó rẻ, khi nào nó đắt, khi nào hấp dẫn thì bạn có thể chớp lấy ngay lập tức. Đó. Ví dụ như danh mục của chúng tôi nghiên cứu MBB, chúng tôi theo MBB từ năm 2011-12 cơ. Hay chúng tôi theo FPT từ năm 2013-14 cơ. Hay cổ phiếu RE chúng tôi cũng theo từ năm 2015. Hay Vinamilk là một cổ phiếu chúng tôi theo từ rất lâu rồi, từ năm 2009. Hay là cổ phiếu Thế Giới Di Động chúng tôi theo từ năm 2014. Đó. Rồi là rất nhiều các cổ phiếu khác. Đó. Thì chúng tôi tập trung ở một nhóm những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh bền vững và lâu dài. Khi đó, theo dõi nó nhiều năm và cơ hội đến là chúng tôi sẵn sàng chớp lấy đó. Chứ chúng tôi không phải lúc đó mới đi tìm hiểu về cổ phiếu là à cổ này tốt, cổ kia tốt. Và việc ra quyết định của chúng tôi thường mất một thời gian rất dài để có thể đưa một cổ phiếu vào trong watchlist, trong danh mục của mình theo dõi. Chứ không phải là vừa lúc sáng chúng ta nghe trên mạng người ta phím con A, lúc chiều nghe phím con B, thế là hôm sau chúng ta ngay lập tức chúng ta nhảy vào mua đâu ạ. Điều đó là một điều quyết định thường hết sức vội vàng, do đó sẽ dẫn đến những cái hậu quả không ngờ đến. Đó là trao đổi của tôi về lý do vì sao hôm nay chúng ta tìm hiểu về mô hình kinh doanh của các cái doanh nghiệp trong VN30. Thì sau đây tôi sẽ cùng các bạn vào luôn cái phần chúng ta đánh giá các cái doanh nghiệp VN30. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bắt đầu bằng chữ A nhé. Thì rõ ràng doanh nghiệp đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu đó là doanh nghiệp BIDV, đúng không ạ? BID tức là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đúng không ạ? Thì ngân hàng này, nhà cung cấp của họ là ai? Nhà cung cấp của họ trước tiên chính là các cái doanh nghiệp, các cái tổng công ty lớn gửi tiền gửi ở đó, gửi cái tiền thanh toán ở đó. Tiếp theo, nhà cung cấp thứ hai là BIDV có gần 3 triệu khách hàng cá nhân gửi tiền. Thì đấy là nhà cung cấp. Về cơ bản, áp lực của nhà cung cấp đến với BIDV như nào? Thì chúng tôi cho rằng nó không lớn, bởi vì rất nhiều nhà cung cấp. Thứ hai, đầu vào của BIDV là gì? Thì đầu vào của BIDV chính là tiền. Đơn giản vậy thôi. BIDV vay tiền từ khách hàng. Đó. Còn cái quy trình sản xuất kinh doanh của BIDV là như thế nào? Đó là họ dùng cái tiền đó, họ tiếp tục cho vay, họ đánh giá rủi ro khách hàng các thứ đó cho vay. Và cái quy trình của ngân hàng này nó bao gồm đó là hệ thống gồm các chi nhánh ở các tỉnh thành, các địa phương, đúng không ạ? Rồi là các cái phần mềm, rồi vân vân và vân vân. Và đầu ra của họ chính là tiền. Tiền cũng là tín dụng cho vay ra. Và khách hàng của họ là gì? Đó là hàng triệu khách hàng, bao gồm cũng cả cá nhân và doanh nghiệp. Như vậy, nhìn vào mô hình kinh doanh này của BIDV cũng như các cái ngân hàng khác, có thể thấy rằng chúng ta hãy tập trung nhiều hơn vào đó là cái đầu vào của họ và đầu ra của họ thông qua cái yếu tố gọi là NIM chẳng hạn, tức là cái sự khoản chênh lệch giữa cho vay ra trừ đi huy động vào. Thì đấy là về BIDV. Và ngoài ra thì đánh giá thêm về BIDV thì đây là ngân hàng lớn nhất Việt Nam rồi. Nó đã vượt qua Agribank để trở thành ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Đâu đó trong năm nay có thể đạt khoảng hơn 1,4 triệu tỷ đồng, được ngân hàng lớn nhất. Và cho tay ra hạn mức tín dụng đâu sấp xỉ khoảng độ 1 triệu tỷ đồng. Thì đây là một ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam. Hệ thống chi nhánh, mạng lưới của BIDV cũng lớn thứ hai Việt Nam chỉ sau Agribank.
và trên Sacombank và trên Vietinbank, thì tương đương với Vietinbank gì ạ. Tiếp theo, đến doanh nghiệp thứ hai chúng ta tìm hiểu, đó là BVH. Đây là tập đoàn Bảo Việt. Thì tập đoàn Bảo Việt này, ngành nghề kinh doanh chủ yếu chính nhất là bảo hiểm. Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng có rất nhiều các lĩnh vực đầu tư khác. Ví dụ như là ngân hàng Bảo Việt, công ty chứng khoán Bảo Việt, công ty quản lý quỹ Bảo Việt và một số các cái khoản đầu tư khác nữa. Thì tập đoàn Bảo Việt này hưởng lợi nhờ sự tăng trưởng trong lĩnh vực bảo hiểm. Đó, tăng trưởng trong lĩnh vực bảo hiểm. Và nó có lợi thế khá mạnh, đó là có cái tập khách hàng rất lớn từ các cái tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước. Tiếp theo, mã chứng khoán thứ ba đó là Cotecon. Thì đây là cái công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam, số 1 Việt Nam luôn đấy. Thì chuyên xây dựng các cái công ty công trình lớn. Và đây là một trong số ít các cái tổng thầu được coi là tổng thầu ở Việt Nam. Tổng thầu ở đây đó là họ làm trọn gói luôn đó, tổng thầu. Rồi tiếp theo là ngân hàng Vietinbank. Thì đây cùng với BIDV là hai ngân hàng rất lớn trong hệ thống. Vietinbank và BIDV cũng là hai ngân hàng có hệ thống mạng lưới chi nhánh chỉ sau Agribank thôi. Tiếp theo là ngân hàng EIB, là ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam. Thì ngân hàng này ngày xưa đã có cổ đông sáng lập chính là Vietcombank. Vietcombank là ngân hàng mạnh nhất Việt Nam về ngoại hối. Thì do đó là Eximbank này cũng có liên quan đến mảng xuất nhập khẩu. Tuy nhiên gần đây thì cái định hướng kinh doanh của Eximbank không còn được như trước nữa, khi đây được coi là một ngân hàng gần như là không có chủ. Họ tranh chấp rồi là họ giành giật nhau về cái quyền điều hành của doanh nghiệp này rất là nhiều. Chính vì thế doanh nghiệp này hiện tại rất rối ren trong cái việc kinh doanh, tức là quy trình sản xuất có vấn đề. Như vậy là chúng ta nếu về xét về đầu tư một cách an tâm để hưởng lợi thì chúng ta có thể tránh nó. Tiếp theo là tập đoàn FPT. Thì tập đoàn này có cái mô hình kinh doanh của nó khá là đa ngành đa lĩnh vực. Lĩnh vực lớn nhất của nó chính là lĩnh vực phần mềm. Đó là gia công phần mềm, xuất khẩu phần mềm. Thì lĩnh vực này chiếm tới hơn 60, khoảng gần 60% lợi nhuận của tập đoàn cơ. Tiếp theo đó là lĩnh vực viễn thông, mà chúng ta hay dùng ví dụ mạng internet chẳng hạn. Hay là ví dụ chúng ta chơi game thì chúng ta cũng cần băng thông của nó. Hay ví dụ chúng ta xem truyền hình của các cái kênh của FPT chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đây là một tập đoàn rất là nhiều ngành. Bên cạnh đó thì FPT cũng sở hữu khoảng gần 9% ngân hàng Tiên Phong Bank, sở hữu 20% công ty chứng khoán FPTS và sở hữu 46-47% của công ty FPT Shop, tức là chuyên bán các cái sản phẩm điện tử, điện thoại, rồi bán mỹ phẩm, rồi bán thuốc, rồi vân vân. Rồi là sở hữu cũng hơn 40% của FPT Distribution. Ngoài ra một lĩnh vực rất là hot của FPT trong những năm trước đó là lĩnh vực đào tạo. Thì FPT ngoài sở hữu các cái trường liên cấp, cấp 2, cấp 3, rồi là còn sở hữu cái trường đại học FPT với quy mô tổng học sinh sinh viên lên đến khoảng hơn 50.000 học sinh sinh viên trong năm 2020 này. Rồi tiếp theo chúng ta tìm hiểu tiếp về mã GAT. Thì mã GAT này có hai lĩnh vực kinh doanh chính. Một, đó chính là khai thác các cái mỏ khí. GAT góp vốn vào các mỏ khí để khai thác các mỏ khí lên để bán. Thứ hai là mảng chính nhất của GAT, đó là phân phối GAT ở Việt Nam. Thì đây là một công ty chiếm thị phần cực kỳ lớn ở Việt Nam, lên đến 70%. Đó, quy mô rất lớn. Và thực tế cho thấy cái tiêu thụ gas ở Việt Nam ấy thì có xu hướng là nó cũng đang đi ngang, rất là khó tăng trưởng. Bởi lẽ người ta cũng dùng điện nhiều. Đó, cái xưa thì người ta dùng than nhiều, rồi người ta chuyển dần sang gas, rồi giờ là họ cũng dùng điện nhiều. Thế thành ra cái gas này về cơ bản ngành nghề công ty này tăng trưởng không quá nhiều. Và vừa rồi giá dầu giảm rất mạnh ấy, thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái mảng kinh doanh đầu tiên của nó, đó là đầu tư vào các mỏ khí để khai thác bán. Thì các mỏ khí của GAT ngày xưa thì có các mỏ khí rất gần bờ, việc khai thác thì chi phí rất là rẻ. Tuy nhiên gần đây các mỏ gần bờ về cơ bản nó cũng gần dần dần cạn dần rồi. Thì khi khai thác các mỏ khí xa hơn thì chi phí nó khá là cao. Và giá dầu cũng như giá GAT thế giới giảm rất mạnh thì khiến cho cái lợi nhuận của GAT từ mảng đó bị giảm rất mạnh. Còn cái mảng phân phối của GAT thì về cơ bản không ảnh hưởng nhiều. Thì đây là một doanh nghiệp rất là tốt cho cái việc là chúng ta ăn mua để ăn cổ tức, hưởng cổ tức hàng năm. Bởi vì nó trả cổ tức bằng tiền mặt tương đối cao, khoảng 4.000 đồng một cổ một năm.
và việc mua nó lúc nào, đó là chúng ta phải dựa vào cái việc yêu cầu lợi suất bao nhiêu. Tiếp theo là ngân hàng HD Bank, tức là ngân ngày xưa là ngân hàng phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh đấy. Thì ngân hàng này thì liên quan đến một người rất nổi tiếng, đó là chị Nguyễn Thị Phương Thảo, tỷ phú đô la nữ đầu tiên ở Việt Nam, cũng đồng thời là chủ sở hữu của Vietjet, tổng giám đốc của Vietjet. Thì cái ngân hàng này thì cũng mô hình kinh doanh cũng giống như là BIDV và Viettin. Thì bên cạnh đó ngân hàng này cũng có một số cái khác biệt một chút. Đó là HD Bank thì có một cái công ty tín dụng tiêu dùng, nó gọi là HD Saison. Đó, thì công ty này chuyên cho vay tín dụng tiêu dùng. Ví dụ bạn ra mua điện thoại của Thế Giới Di Động chẳng hạn, thì công ty này sẽ cho bạn vay trả góp nếu bạn cần. Và tiếp theo là cổ phiếu Hòa Phát HPG. Thì đây là một công ty có kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực cũng như FPT nữa. Nhưng mà lĩnh vực lớn nhất là thép, chiếm tới khoảng hơn 80% doanh thu và lợi nhuận. Bên cạnh đó Hòa Phát cũng có rất nhiều các lĩnh vực rất khủng khiếp nữa, nhưng mà chúng ta thường không biết đến. Ví dụ như lĩnh vực nông nghiệp thì Hòa Phát cũng là một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất Việt Nam. Riêng quý 1 năm 2020 mang lại tới 400 tỷ lợi nhuận. Thì chúng ta cứ tưởng tượng như này, mảng nông nghiệp nó mạnh như thế này. Số lượng bò nhập từ Úc về, phân phối ở Việt Nam thì Hòa Phát chiếm 50%. Lượng trứng gà Hòa Phát cung cấp ra thị trường cũng lớn nhất Việt Nam. Không phải CP, không phải Dabaco, không phải trứng gà Bảo Vân, hay không phải bất kỳ một thương hiệu trứng gà nào khác, mà chính là Hòa Phát. Tiếp theo, lượng heo chăn nuôi của Hòa Phát cũng rất lớn, rất lớn. Đấy là mảng nông nghiệp. Và mảng thứ ba nữa sau thép nông nghiệp đó chính là mảng nội thất. Đây là một trong những mảng truyền thống của tập đoàn này. Thì nội thất Hòa Phát thì cũng rất nổi tiếng. Đây cũng là một trong những công ty nội thất trong nước lớn nhất Việt Nam hiện nay, chứ không phải đơn giản. Thì nội thất Hòa Phát cũng rất nổi tiếng. Đó là nội thất văn phòng là chủ yếu. Rồi là ngoài ra còn các cái nội thất khác nữa. Ngoài ra thì cái mảng, một trong những mảng kinh doanh nữa cũng gây ra rất nhiều bất ngờ cho quý vị. Đó chính là mảng kinh doanh thép, kinh doanh bất động sản. Thì Hòa Phát cũng là chủ đầu tư của các cái dự án bất động sản đình đám ở Hà Nội mang cái thương hiệu Mandarin. Thì đây là những cái dự án mà rất là được đánh giá rất là cao. Và nếu sẽ bóc tách riêng mảng bất động sản thì đây cũng tương đương với một công ty bất động sản tầm to đấy, chứ không phải tầm khá hay tầm trung gì cả, cũng tầm to. Tất nhiên là nó không thể to bằng to với Vinhome hay là Novaland hay Nam Long chẳng hạn, nhưng nó cũng nhỏ hơn các doanh nghiệp Nam Long hay DG chẳng hạn, nó cũng nhỏ hơn không quá nhiều đâu. Tiếp theo đó là ngân hàng quân đội. Ngân hàng quân đội thì tương tự như các cái ngân hàng trên, thì nó có một cái hệ sinh thái về trong cái lĩnh vực tài chính, không chỉ kinh doanh về ngân hàng không mà nó còn liên quan đến có bảo hiểm, ví dụ bảo hiểm Aegea, bảo hiểm Mix, rồi là công ty chứng khoán MBS, rồi là công ty quản lý quỹ MB Capital, rồi là công ty tín dụng tiêu dùng M-Credit và rất nhiều công ty khác, rồi thậm chí có cả mảng bất động sản ở trong này nữa. Đó, thì đấy là một ngân hàng. Và ngân hàng này có lợi thế là sở hữu cái tập khách hàng rất lớn trong quân đội. Rất lớn trong quân đội với cả triệu quân nhân. Cả triệu quân nhân. Chính vì thế cái công ty bảo hiểm Mix cho dù ra đời rất muộn nhưng cuối cùng nó cũng có sự tăng trưởng rất tốt. Bởi vì bây giờ với mỗi một tỉnh thành đều có các doanh trại quân đội, đều có các cái đơn vị của quân đội, rồi rất nhiều các cái thuận lợi khác nữa để cho cái ngân hàng này phát triển. Ngoài ra cổ đông lớn của ngân hàng này ở trong nước cũng đa phần đều là các cái tổ chức liên quan đến Bộ Quốc phòng. Rồi tiếp theo là đến cổ phiếu Masan. Thì đây là một công ty kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực. Đa ngành đa lĩnh vực ở trong cái lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng, từ nông trại đến bàn ăn. Từ nông trại đến bàn ăn. Thì công ty này rất nổi tiếng với cái thương hiệu Chinsu, nước mắm Chinsu chẳng hạn, tương ớt Chinsu, rồi mì tôm Omachi, rồi nước khoáng Vĩnh Hảo hình như cũng của nó, rồi là Vina Cà Phê cũng của nó, rồi là gần đây có những cái nước uống rất đình đám quảng cáo trên TV ấy, đó là Hổ Văn này, cũng của Masan. Đó, rất nhiều thứ của Masan. Thậm chí bây giờ là cái chuỗi Vinmark cộng và Vinmark thì cũng thuộc Masan. Đó, thì tôi đã điểm qua khoảng hơn 10 doanh nghiệp trong cái VN30 này rồi. Thì bây giờ tôi sẽ trả lời trực tiếp yêu cầu của quý vị và các bạn về những cái mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong VN30 này.
Bạn Nathan Nguyễn thì hỏi: em thấy VN30 đang có mặt bằng định giá tương đối cao, theo anh nên chuyển hướng sang các cổ phiếu upcom với thanh khoản vừa phải không? Thì trước tiên phải hỏi bạn là mặt bằng định giá khá cao nghĩa là định giá thế nào? Giá cổ phiếu cao hay định giá cao? Và định giá cao thì bạn dựa trên cái thước đo nào bạn đánh giá là định giá của VN30 khá cao? Thực ra nếu mà trừ đi Vincom thì PE trung bình của cái danh mục VN30 này nó cũng không cao đâu ạ. Nó chưa đến 10 lần thôi ạ. Trừ những doanh nghiệp đột biến thì tôi có thể minh chứng cho các bạn bằng các cái việc chúng ta cùng xem nhé. Ví dụ BID, BIDV ạ. Các bạn có thấy BIDV PE, đây là PE bằng 18.7 thôi. Ví dụ đây là khá cao đúng không ạ? Có BID, có Bảo Việt PE khá cao. Có Vietcombank PE khá cao. Có VIX, có Masan PE khá cao. Còn lại một nửa già đó là PE rất thấp. Đây ví dụ PE Bảo Việt là 28.7. Nhưng mà PE của các doanh nghiệp đây, ví dụ Techcombank chẳng hạn, đúng không? Bằng 6.93 lần. MBB bằng 5.06 lần đúng không ạ? Rồi là VP Bank bằng 6.36 lần. Rồi là MWG bằng khoảng 9.36 lần đúng không ạ? Rồi là các cái ví dụ VP rồi đúng không ạ? VPB này 6.36 như chúng ta vừa xem đúng không ạ? Rồi là Hòa Phát này. Hòa Phát PE cũng bằng có 8 lần thôi. Hay là các doanh nghiệp khác, ví dụ như FPT PE bằng khoảng 10 11 lần đúng không ạ? Vietinbank thì PE bằng khoảng 8 lần. Đó, Cotecon vân vân. Thì chúng tôi không nhận thấy là doanh nghiệp này được định các doanh nghiệp VN30 định giá cao. Và việc nếu bạn chuyển hướng sang upcom thì nếu bạn hiểu về các cổ phiếu đó, hiểu mô hình kinh doanh của nó và phù hợp với khẩu vị của mình thì bạn nên chuyển ạ. Và bạn Đinh Hoàng có hỏi tuần tới có hai mã nào ngon không bác? Thì xin thưa với bạn tuần tới có hai mã nào ngon hơn không thì mình không đánh giá được nhé. Trong ngắn hạn thì mình không đánh giá được. Đó, bởi vì ngắn hạn nó rất phức tạp. Nó liên quan đến cung cầu ngắn hạn. Đó, nó liên quan đến dòng tiền ngắn hạn. Còn rõ ràng trong vòng tuần tới chẳng hạn làm gì có chuyện doanh nghiệp nào trong vòng một tuần nó phát triển kinh doanh tốt đâu. Không có, đúng không ạ? Doanh nghiệp để mà kinh doanh nó biểu hiện vào kết quả kinh doanh nó phải mất hàng năm trời chứ nó không phải mất một thời gian ngắn. Thế do đó nếu ngắn hạn thì chúng tôi cũng không rõ. Trọng có hỏi là đánh giá như thế nào về câu chuyện của Cotecon, Recon và các cổ đông của Cotecon? Thì thực sự mà nói thì cái câu chuyện thì chúng ta nên cũng nó cũng liên quan đến việc quy trình kinh doanh đấy. Rõ ràng là trong cái quy trình kinh doanh của Cotecon đang có vấn đề. Cái việc mâu thuẫn giữa ban lãnh đạo cũng như là cổ đông lớn, cái cổ đông lớn Custo á, thì nó diễn ra trong khoảng 3 năm nay rồi, rất phức tạp. Và hiện nay thì chúng tôi thấy rằng nó vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại. Rõ ràng vẫn chưa thấy dấu hiệu dịu lại. Ngoài ra thì một trong những cái vấn đề trong cái việc mâu thuẫn đó đó là Recon, là cái công ty liên kết của Cotecon, thì lại thường xuyên nhận được rất nhiều các hợp đồng rõ ràng là công ty mẹ Cotecon cũng như các doanh nghiệp xây dựng lớn khác đang bị giảm về hợp đồng, về doanh số, nhưng Recon thì lại tăng rất mạnh. Nhiều người cho rằng là đây là một sự chuyển hợp đồng từ Cotecon sang Recon, đó là những cái mâu thuẫn ở trong nội bộ của cái tập đoàn này. Thì chúng tôi cho rằng đây là một doanh nghiệp rất tuyệt vời, nhưng mà do cái mâu thuẫn nội bộ thì nó tác động rất lớn đến các cái cổ đông. Và nếu mà đơn thuần chúng ta đầu tư để an tâm nắm giữ lâu dài thì chúng ta có thể tránh nó. Còn nếu ai thích các cái câu chuyện thì có thể tham gia Cotecon. Bởi Cotecon là một doanh nghiệp có book value hơn 100.000. Giá hiện nay là 67, tức là PB bằng có 0.65 lần. Trong khi đó là tiền mặt của Cotecon có thể chia cho mỗi cổ phiếu lên đến khoảng 55.000 đồng một cổ. Rất lớn. Mà doanh nghiệp này lại không vay. Đó, mà doanh nghiệp này không vay. Bạn Nguyễn Xuân Huy hỏi về mã GAT à, thì mình vừa trao đổi về mã GAT rồi đó. Mã GAT là một cái công ty nó tham gia vào hai cái mảng chính. Mảng đầu tiên là nó trực tiếp đầu tư các mỏ khí, và mảng thứ hai là nó phân phối khí ở Việt Nam. Khí dùng chúng ta dùng là đa phần là của GAT đấy ạ. Nó chiếm tới khoảng 70% thị trường. Đó, 70% thị trường.
Thì vừa rồi COVID-19 xảy ra, giá dầu có giảm rất mạnh thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái mảng đầu tiên, đó là mảng khai thác các cái mỏ khí của nó sẽ bị giảm lợi nhuận rất mạnh. Tuy nhiên mảng phân phối khí của nó về cơ bản là không bị giảm quá nhiều, bởi vì mảng này nó sẽ ăn chênh. Nó sẽ ăn chênh. Và gas thì về cơ bản ở Việt Nam cái tốc độ tăng trưởng tiêu thụ gas chúng tôi không đánh giá cao lắm. Qua các cái con số số liệu thống kê cho thấy như vậy. Bởi vậy cho nên gas phù hợp với một cái doanh nghiệp là đầu tư ăn cổ tức, và cổ tức của gas đâu đó khoảng 4.000 đến hơn 4.000 một cổ phiếu một năm. Thế do đó là bạn cảm thấy là bạn muốn bao nhiêu phần trăm cổ tức thì bạn chia ra. Ví dụ bạn muốn là phải đạt được 10% thì giá khoảng hơn 40 bạn mua. Còn muốn bạn muốn 6% thôi thì giá 70 này mua được. Đó, thì đấy là về mã gas. Thắng có trao đổi là đánh giá PNG và MWG ra sao về ngành bán lẻ thời kỳ hậu Covid. Vâng, thì rõ ràng ngành bán lẻ là một trong những ngành là trong Covid bị ảnh hưởng rất mạnh bởi việc đóng cửa các cái cửa hàng không được kinh doanh trong một thời gian, đúng không ạ? Thì chúng tôi nhận thấy rằng rõ ràng là ngành bán lẻ là một trong những ngành phát triển mạnh nhất ở Việt Nam trong tương lai. Và điều này Covid nó xảy ra nó chỉ làm gọi là tạm dừng một thời gian ngắn mà thôi, chứ nó không làm thay đổi bản chất của ngành này. Và tương lai sau Covid thì ngành bán lẻ cũng sẽ là một cái ngành tăng trưởng trở lại mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ nhất. Và hai mã nổi tiếng nhất đối với ngành bán lẻ ở trên sàn hiện nay đó chính là Thế Giới Di Động và Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNG. Thì với Thế Giới Di Động thì chúng tôi tin rằng sau Covid thì Thế Giới Di Động sẽ chiếm được thêm thị phần của những cái công ty khác. Bởi vì trước khi Covid xảy ra, về cơ bản các cái doanh nghiệp kinh doanh trong cái lĩnh vực gọi là mà thế giới đang kinh doanh như điện máy, như điện thoại đều đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí lỗ vốn. Bởi vậy nếu Covid xảy ra sẽ làm cho các doanh nghiệp này thêm yếu hơn, và làm cầu tạm thời chung của cái lĩnh vực kinh doanh này nó sẽ giảm xuống. Và các doanh nghiệp đó chúng tôi cho rằng sẽ có một số doanh nghiệp sẽ phải rút lui khỏi ngành. Thì như vậy về tương lai rất xa thì Thế Giới Di Động sẽ ngày càng mạnh hơn khi chiếm được thị phần của các doanh nghiệp đó. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì Thế Giới Di Động cũng không thể tránh khỏi những cái ảnh hưởng chung, đó là lợi nhuận của họ có thể giảm trong năm nay. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng Thế Giới Di Động năm nay lợi nhuận sẽ đi ngang, chúng tôi kỳ vọng đi ngang, nhưng mà nó có thể giảm. Thì như vậy đã là quá khỏe rồi, trong khi các doanh nghiệp khác thì lỗ rất lớn, đúng không? Lỗ rất lớn. Đó. Và Thế Giới Di Động có những cái vị thế và sức mạnh của nó thường như không thể tưởng tượng nổi đâu ạ. Ví dụ điện thoại di động bây giờ đã chiếm đến hơn 50% rồi, và tương lai nó có thể lên 60%. Và theo định nghĩa về độc quyền thì về cơ bản nó là độc quyền rồi. Nó giống với Pelex, nó giống với Gap, thế là độc quyền rồi. Lên đến trên 50% giống với Vinamilk. Tương tự với mảng điện máy xanh thì về cơ bản năm 2020 thì thị phần của Thế Giới Di Động có thể đạt 40%. Thì về cơ bản cũng tiệm cận cái mức gọi là độc quyền rồi. Và mảng bách hóa xanh thì là một mảng phát triển rất là rộng rãi, rất mạnh mẽ. Thì đặc biệt là xu hướng hiện xã hội ngày càng hiện đại hơn, người tiêu dùng ngày càng chú ý đến chất lượng nguồn gốc của sản phẩm hơn, thì chúng tôi cho rằng các cái chuỗi tiện lợi như Vinmart hay là như bách hóa xanh của Thế Giới Di Động sẽ có sự tăng trưởng rất mạnh trong tương lai. Thực tế cho thấy người dân của chúng ta vẫn còn chưa thực sự là hiểu biết nhiều về cái việc thực phẩm. Thế do đó là khi mà cái mindset thay đổi ấy, thì người ta sẽ hướng nhiều hơn đến những cái cửa hàng tiện lợi như thế. Tôi lấy ví dụ như này, thịt lợn, thông thường người ta rất là không thích các cái thịt lợn của CP hay là các cái hãng khác, đó là có đóng hộp và để trong tủ mát. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng, thịt lợn quý vị mà mua ở trên trong chợ ấy, quý vị cứ nghĩ rằng nó vừa thịt ra rồi nó đem đến nó tươi ngon đấy, thực ra không đâu ạ. Bởi vì sao? Các cái công ty lớn họ sản xuất thịt lợn như này, họ giết mổ xong ngay lập tức họ hạ vào việc bảo quản ở một nhiệt độ thích hợp để cho vi khuẩn virus nó không có thể sinh sôi nảy nở được. Nhưng ở ngoài chợ của chúng ta thì sao ạ? Chúng ta để với cái một nhiệt độ rất là cao, tự nhiên thì cái thịt đó chất lượng không thể bằng các cái thịt mà để trong các cái ngăn mát của các công ty đâu ạ. Thì sau này thói quen của quý vị sẽ thay đổi những cái điều đó, đúng không? Rồi thêm nữa là đặc biệt là cánh đàn ông chúng tôi mà đi chợ chẳng hạn thì chúng tôi không thích đi vào chợ đâu.
Vào chợ rõ ràng thứ nhất là liên quan đến vấn đề như chị em hay nói là các ông không biết mặc cả, đúng không ạ, nói thách vân 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 vân. Rồi là đi vào thì chợ, như rất nhiều chợ thì rất là bẩn, phải thừa nhận như thế. Đặc biệt gần chợ hàng cá hàng thịt rất là hôi, nước rất là nhiều. Thế do đó là chúng tôi sẽ rất thích vào những cái nơi như Bách Hóa Xanh hay các siêu thị, nó vừa có điều hòa mát mẻ, đúng không, có chỗ sẽ để xe đàng hoàng sạch sẽ, lại có nhân viên phục vụ rất tận tình, nguồn gốc thì rất là chuẩn, giá cả thì chưa chắc đã cao hơn ở chợ. Rồi là hàng hóa thì về tương lai thì ở đấy nó sẽ đa dạng, thậm chí hơn cả một cái chợ cả. Nó rất là nhiều chủng loại. Và rõ ràng hàng hóa ở đấy là được họ nghiên cứu một cách rất kỹ lưỡng thì họ đưa vào đó, phục vụ đáp ứng chúng ta một cách đầy đủ. Thì đấy là trao đổi về mã MWG. Bên cạnh đó thì có mã PNG. Thì thực sự mà nói chúng tôi đánh giá cũng khá cao PNG. Bởi lẽ đây là công ty dẫn đầu trong cái lĩnh vực trang sức ở Việt Nam. Mà rõ ràng là cái xu hướng tiêu thụ trang sức của Việt Nam nó sẽ đang tăng trưởng khá tốt. Nhờ vào là cái tầng lớp trẻ thì họ chú ý nhiều hơn đến thời trang. Đó. Tuy nhiên là nếu cái Covid này ảnh hưởng nặng nề thì chúng tôi cho rằng nó cũng có thể ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý tiêu dùng của giới trẻ. Như đại dịch, như không phải đại dịch, đại khủng hoảng năm 2009, 1929 và năm 1933. Nó đã tác động rất lớn đến một cái thế hệ người, đó là sau nhiều năm khó khăn của thị trường, của nền kinh tế, thì sinh ra như một lớp người mới, đó là họ tiết kiệm và họ ít chi tiêu. Thì nếu mà ở Việt Nam đến nữa vẫn tiếp tục khó khăn trong 1-2 năm tới thì chúng tôi cho rằng cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chi tiêu các hàng hóa xa xỉ như PNG. Tuy vậy, nhìn về xu hướng chung, đây rõ ràng là một công ty vẫn có cái nền tảng và có cái thị trường rộng mở, tăng trưởng tốt. Đặc biệt đó là lĩnh vực trang sức có thương hiệu thì ở Việt Nam hiện nay thị phần với rất nhỏ, và PNG mới chiếm được có một phần mấy của thị phần đó thôi, thì hoàn toàn có dư địa để chiếm được của những thằng khác. Ngoài ra thì PNG có được cái đội ngũ ban lãnh đạo chúng tôi đánh giá rất cao, họ ứng dụng công nghệ rất tốt, quản trị công ty rất tuyệt vời. Đó, thì vì thế cho nên cổ phiếu này sẽ là một cổ phiếu cũng rất tốt trong tương lai. Việc của chúng ta bây giờ rất đơn giản, đó là chúng ta xem định giá của thế giới di động và PNG như thế nào, và chúng ta sẽ nhặt vào những lúc giá cổ phiếu chiết khấu. Bạn Thái Minh có cho biết, anh phân tích mô hình kinh doanh giúp em mã PLX, POW và PVT ạ. Ôi giời, cái này thì có PLX trong VN30 đúng không ạ, POW VN30 đúng không ạ, thì mình sẽ trả lời hai cái này thôi. Thì như nhất là mô hình kinh doanh của PLX rất đơn giản, nhà cung cấp chính là các cái công ty lọc hóa dầu, ví dụ ở Việt Nam có Bình Sơn, Nghi Sơn. Còn chủ yếu PLX vẫn là nhập xăng dầu từ Singapore. Đó. Thì rõ ràng là nhà cung cấp thì rất nhiều, do đó là áp lực từ nhà cung cấp đến với PLX hoàn toàn không hề lớn. Và sản phẩm của PLX cung cấp, tôi tập trung vào sản phẩm chính nhất nhé, đó là chính là xăng dầu. Thì sản phẩm xăng dầu đây là một sản phẩm tiêu chuẩn, sản phẩm tiêu chuẩn. Do đó là về cơ bản là nó cũng không gây khó khăn gì nhiều cho PLX trong cái hoạt động kinh doanh. Còn tiếp theo cái quy trình kinh doanh của PLX, đây chính là cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh của công ty này. Công ty PLX này có cái hệ thống mạng lưới các cái cửa hàng xăng dầu rộng khắp Việt Nam, với cái thị phần chiếm trên 50% và đang ngày càng gia tăng thị phần. Đó. Đặc biệt như này, PLX có những cái lợi thế như này. Thứ nhất là các cái chuỗi cây xăng đó nó không bị cạnh tranh bởi ai cả. Bởi vì theo quy định của nhà nước, rõ ràng để mở một cây xăng mới rất phức tạp. Trước tiên nó phải nằm trong quy hoạch của Sở Công Thương hay Bộ Công Thương gì đó. Tiếp theo, nếu muốn được nằm trong quy hoạch thì nó cũng phải, một là các cây xăng mới phải xa các cái khu dân cư đông, bởi vì theo cái quy định an toàn về phòng cháy, chống cháy nổ. Rồi tiếp theo là các cây xăng phải cách các cây xăng cũ là bao nhiêu mét thì mới được mở. Rồi tiếp theo một cái rào cản cũng rất lớn, đó là chính là diện tích để mở cây xăng nó yêu cầu rất lớn, thực sự rất lớn. Do đó là để có thể mở các cây xăng cạnh tranh với PLX là rất khó. Bởi vì vị trí của các cây xăng của PLX đa phần đều các cái vị trí đẹp nhất ở Việt Nam rồi. Đẹp nhất. Và cái minh chứng đó rõ nhất đó là cái tiêu thụ xăng trên cửa hàng của PLX gấp gần 2 lần so với các cái đối thủ khác. Đó, do đó rất có lợi thế. Đó. Thì cái mô hình kinh doanh của PLX rất bền vững, không bị cạnh tranh. Nhiều bạn thắc mắc với tôi rằng, à sau này cái xe điện chẳng hạn nó lưu hành nhiều thì có ảnh hưởng nhiều đến việc bán lẻ xăng dầu của PLX không? Thì xin thưa với bạn là nó có, nhưng nó không ảnh hưởng đáng kể đâu.
Bởi vì các cái xe điện sẽ thứ nhất là sẽ rất lâu nữa mới có thể thay thế dần xe xe xăng. Thứ hai nữa là nếu mà có xe điện thì các cái trạm xăng của PLX cũng hoàn toàn có thể bán biến thành các cái trạm đổi pin chẳng hạn. Đó, thì rất rõ ràng thì PLX có cái mô hình kinh doanh rất là tốt và bền vững. Bền vững. Tiếp theo đánh giá nào về Pow? Pow là một doanh nghiệp về cơ bản là một holding chuyên đầu tư điện. Nó sở hữu rất nhiều các cái nhà máy điện lớn. Ví dụ như là nổi tiếng nhất trong cái Pow đó chính là NT2. Đó thì do là holding thế thành ra chúng tôi đánh giá rằng là chúng ta đầu tư nó cũng phải chiết khấu. Bởi vì holding rõ ràng cái việc thu tiền về công ty mẹ để có thể trả cho cổ đông là rất hạn chế. Ngoài ra trong cái Pow thì ngoài một số doanh nghiệp rất hiệu quả ra còn rất nhiều doanh nghiệp chưa hiệu quả. Hiệu quả nhất của Pow chính là NTA thì nó cũng không còn tăng trưởng nữa. Thì doanh nghiệp này về cơ bản là cổ tức trả sẽ không được cao đâu. Còn về đánh giá cơ bản chúng tôi cho rằng đây là một doanh nghiệp tốt. Rõ ràng nó nằm trong một cái xu hướng rất dài hạn. Đó là ngành điện luôn tăng trưởng ít nhất trong mấy chục năm nữa. Đó, quy mô của Pow thì cũng chiếm rất khủng khiếp. Đâu đó khoảng 10% thị phần điện Việt Nam. Đó, thì cổ phiếu này chúng tôi lưu ý rằng hãy mua định giá nó thật chiết khấu. Thì lúc ý bạn sẽ có lợi nhuận rất tốt. Tiếp theo có bạn ấy cũng hỏi về PVT. Thì PVT rất đơn giản như này, nó có mấy nghiệp vụ kinh doanh chính. Trước tiên là vận tải. Đó là nó đi mua dầu thô về nó chuyển cho nhà máy, các nhà máy Bình Sơn chẳng hạn. Đó, để lọc dầu chẳng hạn. Hay là nó cho thuê tàu để chở các cái tuyến hàng hải quốc tế. Hay nó chở xăng từ Bình Sơn ra các cái công ty tiêu thụ xăng. Đó. Thì mô hình kinh doanh của nó là về cơ bản đơn thuần là như thế. Tuy nhiên nó cũng có một phần nó nhập hàng về rồi nó bán lại. Đó. Thì tuy nhiên mảng ấy biên lợi nhuận không cao. Thì về PVT đây là một doanh nghiệp về tàu biển là mạnh nhất Việt Nam. Nó là doanh nghiệp to duy nhất còn tồn tại đến bây giờ. Và đợt vừa rồi nó đã sắm được rất nhiều các tàu giá cũng tương đối rẻ. Thì chúng tôi cho rằng tương lai PVT cũng là một doanh nghiệp gọi là có mô hình kinh doanh đến rất là bền vững. Bạn Trần Hồng Quang có hỏi về ba mã HCM, SI và VND đúng không ạ? Thì trong VN30 thì có mỗi SI nằm trong này thôi ạ. Nhưng mà mô hình kinh doanh của ba công ty này có một chút khác. Thứ nhất là SI và VND. Công ty này khác với HCM ở chỗ là nó có thêm một mảng gọi là kinh doanh nguồn vốn. Đại loại như này rất nhiều các cái tập đoàn lớn ở trên sàn hiện nay đang có mảng kinh doanh đó. VNMU cũng có, Hòa Phát cũng có, FPT cũng có. Đó là họ vay với vay đồng ngoại tệ với lãi suất khoảng 1 đến 1,5 thậm chí 2%. Và họ đổi ra tiền Việt Nam đồng để họ cho vay lại với lãi suất khoảng 6%, 7%, 8%. Và việc mỗi năm họ phải mất bảo hiểm tỷ giá khoảng 2%. Chính vì thế họ ăn chênh được khoảng 3% trên số đó. Hiện nay là SI đang cho thực hiện cái nghiệp vụ này lên đến cả chục ngàn tỷ. Thì nó ăn chênh riêng cái mảng này mỗi năm thôi thì chúng tôi đánh giá nó cũng phải lên đến 300-400 tỷ. Bên cạnh đó thì có mảng nguồn vốn của VD họ cũng mang lại lợi nhuận rất tốt từ cái đó. Đó. Và nhìn chung ba cái mã cổ phiếu này, mô hình kinh doanh nó gồm có các cái mảng sau. Một là mảng môi giới, đó là bạn mở tài khoản, bạn giao dịch thì họ hưởng phí. Đúng không? Rồi thứ hai là mảng cho vay margin, đó là bạn sử dụng tiền vay của họ để đầu tư cổ phiếu thì họ sẽ thu phí của bạn. Thứ ba là nghiệp vụ tự doanh, đó là họ tự mua bán cổ phiếu để họ kiếm lời. Thứ tư là liên quan đến cái lĩnh vực gọi là kinh doanh nguồn vốn như tôi nói là chính. Còn cái hoạt động tư vấn bảo lãnh phát hành IB, tư vấn niêm yết thì về cơ bản nó cũng không quá nhiều đâu ạ. Đó. Thì như vậy trong các công ty chứng khoán này thì chúng tôi đánh giá về cái hiệu quả sinh lời từ xưa đến nay thì HCM vẫn luôn được đánh giá cao nhất về khoản sinh lời. Bên cạnh đó chính là khoản tự doanh thì công ty này cũng được đánh giá rất cao. Đó. Thì ba công ty chứng khoán này về cơ bản bạn cứ dự báo thị trường tương lai tăng trưởng hay hãy mạnh dạn mua nó. Chúng ta cũng không cần phải nghiên cứu nhiều. Nếu bạn bị dự báo thị trường tương lai giảm mạnh thì bạn hãy bán nó. Nó phụ thuộc rất nhiều vào giao dịch của thị trường. Bởi vì như tôi đã phân tích, nếu thị trường lên thì rõ ràng là các nhà đầu tư hào hứng giao dịch nhiều hơn thì nó sẽ thu được nhiều phí hơn, nhiều margin hơn. Hoặc là thị trường lên thì cái danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán nó cũng tăng rất mạnh. Nó gọi là double pay luôn đấy. Còn khi giảm thì sao, ngược lại các mảng ấy cũng giảm rất là mạnh. Đó thì đấy là về ba công ty chứng khoán. Tiếp theo đó là bạn có hỏi về cổ phiếu VicoStone đúng không ạ? Thì VicoStone thì tôi xin trao đổi như này, đây ạ, VicoStone. Thì đây là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng với cái
Không những chỉ ở Việt Nam mà hàng đầu thế giới, bởi vì VicoStone là công ty lớn thứ ba thứ thế giới về cái đá thạch anh và chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ. Thì nguồn tiêu thụ của cái đối tượng tiêu thụ thứ nhất là đầu vào chẳng hạn, nhà cung cấp. Thì về cơ bản nhà cung cấp của VicoStone ngày trước là đó là ở Ấn Độ và ở châu Âu, đó là các cái nguyên liệu hạt quắc rồi các nguyên phụ gia các thứ. Nhưng gần đây thì VicoStone cũng đã chủ động xây dựng cho mình được cái nguồn nguyên liệu, đó là nhà máy ở Huế chẳng hạn. Thì về cơ bản họ cũng phụ thuộc vào nước ngoài ít hơn rồi. Ngoài ra thì VicoStone này có công nghệ sản xuất của nó rất là tốt, bí kíp công nghệ của họ rất là tốt. Họ không chỉ là mua máy móc về họ ép ra đá họ chuyển đi bán đâu ạ. Họ có một đội ngũ nghiên cứu rất hùng hậu và rất mạnh, gồm rất nhiều các chuyên gia hàng đầu để có thể nghiên cứu ra các cái sản phẩm của họ, chứ không đơn giản là họ nhập công nghệ đâu ạ. Bên cạnh đó thì khách hàng của họ sản phẩm đầu ra là đá thạch anh cao cấp này, giá thì rất cao, 1, 2, 3, 4 triệu một mét vuông. Thì khách hàng chủ yếu là xuất khẩu, thì 90 mấy phần trăm VicoStone là xuất khẩu. Thì trong các thị trường xuất khẩu thì thị trường Mỹ này chiếm nhiều nhất. Và ở Mỹ thì những đối tượng nào dùng đến các cái sản phẩm của VicoStone đó chính là các sòng bài chẳng hạn, hay các khách hàng rất cao cấp. Bởi vì để có thể là sử dụng một mét đá mà mấy triệu đồng thì thực sự phải vô cùng cao cấp, đẳng cấp thì họ mới dùng. Thì rõ ràng COVID-19 này chúng tôi cho rằng là có ảnh hưởng khá mạnh đến VicoStone đấy. Chắc chắn là có ảnh hưởng. Bởi vì như này, cái vấn đề vui chơi giải trí cũng như đầu tư các công trình xa xỉ ở Mỹ sẽ bị chậm lại. Do đó sẽ bị ảnh hưởng. Và ảnh hưởng lớn tới đâu thì chúng ta cần phải thực sự rất khó đánh giá. Ngay cả chính lãnh đạo VicoStone tôi nghĩ rằng họ cũng chưa chắc đã đánh giá một cách đầy đủ được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là nó có bị ảnh hưởng rất mạnh. Nhưng mà dù sao doanh nghiệp này vẫn là một doanh nghiệp rất tuyệt vời. Bởi vậy cho nên là việc ảnh hưởng đó nó cũng sẽ chỉ là ngắn hạn 1 năm, 2 năm và đến 3 năm là cùng thôi. Đó. Thì bởi vậy cho nên là ngoài ra cái cổ phiếu VicoStone này có cái như tôi nói có bí kíp công nghệ nó rất tốt. Đối tượng khách hàng cũng rất tốt. Đó. Và đặc biệt là kết quả kinh doanh nó rất hiệu quả. Biên lợi nhuận cao, ROE lên đến 45%. Thế do đó, ngoài ra cổ tức tiền mặt rất cao. Chính vì thế cho nên cổ phiếu VicoStone này cũng rất đáng để quan tâm, theo dõi. Nhưng mà cổ phiếu này là nằm ngoài VN30 nhé. Vâng. Ngoài VN30 ạ. À, hôm nay có một bạn inbox hỏi tôi về cổ phiếu Vinamilk. Như thế nào? Triển vọng như thế nào trong tương lai? Thì tôi xin đánh giá này. Thứ nhất là ngành sữa ở Việt Nam ấy, về cơ bản tiêu thụ đầu người nó vẫn còn thấp so với trung bình thế giới. Nhưng mà do cơ địa của người Việt Nam cũng như cái sức tiêu thụ sữa ở người Việt Nam nó không lớn như các nước châu Âu đâu ạ. Bởi vì cái truyền thống ở các nước châu Âu nó khác ở Việt Nam. Truyền thống của họ ngày xưa là đó là chăn nuôi và uống sữa từ bao đời rồi. Còn về người Việt Nam thì khác, là thứ nhất. Thứ hai là cái cơ địa của người Việt Nam uống sữa thì rất nhiều người không uống sữa vào đau bụng chẳng hạn. Thì rõ ràng là không hợp nhiều với sữa. Và người ta đánh giá rằng cái tiêu thụ sữa động vật ở Việt Nam về cơ bản đến bây giờ là đi ngang và tăng trưởng thì có, thì nếu tăng trưởng rất thấp. Và bởi vì một trong những xu hướng người ta đánh giá rất cao đó là thay thế sữa sữa động vật bằng sữa hạt, dần dần bằng sữa hạt. Bởi vậy sự tăng trưởng của Vinamilk chúng tôi đánh giá là tăng trưởng không quá cao. Ngoài ra nhiều bạn cho rằng là Vinamilk vừa mua GTN có cái công ty sữa Mộc Châu thì có thể góp tăng trưởng rất mạnh, thì chúng tôi cho rằng cái điều này chúng bạn cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Bởi lẽ Mộc Châu Milk thì doanh thu mỗi năm đâu đó khoảng hơn 2.000 tỷ thôi. Còn Vinamilk một năm doanh thu đây chúng ta nhìn khoảng độ 50.000 tỷ. Hơn 50.000 tỷ. Như vậy rằng nếu mà có sát nhập Mộc Châu hay là một số doanh nghiệp khác thì chúng ta thấy rằng nó đóng góp doanh thu tăng trưởng không đáng kể cho Vinamilk vài phần trăm thôi. Bên cạnh đó một số bạn cũng cho rằng thị trường Trung Quốc rất rộng lớn và rộng mở và Vinamilk xuất khẩu sang đấy có thể tăng trưởng rất mạnh. Nhưng xin thưa với bạn là Vinamilk này làm vua ở Việt Nam thôi ạ. Còn ở Trung Quốc Vinamilk không có cái thương hiệu gì cả. Không có một lợi thế gì cả. Nhà máy sản xuất ở Việt Nam, không phải ở Trung Quốc, không có lợi thế. Hệ thống mạng lưới chi nhánh ở Trung Quốc không có. Đó, không có. Thương hiệu ở đấy cũng không có. Chúng ta cứ tưởng tượng là đối với người Trung Quốc Vinamilk nó cũng giống như đối với người Việt Nam mà có sữa của Lào Milk hay Campuchia Milk bán thẳng đấy. Thế cho nên chúng ta không nên kỳ vọng là quá nhiều.
chúng ta đừng nghĩ rằng là nó có 1 tỷ mấy dân, nó gấp 14 lần Việt Nam, mà chúng ta Vinamilk có tài có thể nhảy vào chiếm thị phần đấy đâu ạ. Không hề đâu ạ. Đó. Và việc chiếm thị phần ở Trung Quốc nó rất khó khăn. Xuất nhập khẩu rất khó khăn, bảo quản rất khó khăn, rất nhiều thứ rất khó khăn. Thế thành ra đây cũng tôi nghĩ rằng là đó cũng là một giải pháp để Vinamilk có thể tăng trưởng thêm, nhưng mà chúng ta đừng kỳ vọng tăng trưởng nhiều. Đừng kỳ vọng tăng trưởng nhiều. Bên cạnh đó chúng ta có thể thấy rằng tôi nêu ra một thực trạng nhé. Vinamilk đã xuất khẩu cho đến mấy chục nước trên thế giới. Và rõ ràng xuất khẩu rất là mạnh như thế, nhưng mà nó cũng chỉ chiếm khoảng độ 15% doanh thu của Vinamilk mà thôi. Đó là mấy chục nước. Thế thành ra có thêm Trung Quốc thì nó cũng chỉ thêm một phần nhỏ thôi chứ không nhiều. Hơn nữa là biên lợi nhuận xuất khẩu của Vinamilk nói riêng và của các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung là thấp hơn so với bản trong nước. Đấy là một điều khẳng định. Bởi vì tốn rất nhiều các chi phí giả vốn. Đó. Nói tóm lại là nó giảm, nó biên lợi nhuận nó thấp hơn. Thế do đó đầu tư vào Vinamilk chúng tôi cho rằng nên đầu tư việc kỳ vọng ăn cổ tức là chính. Bên cạnh đó có đó là chính là các cái catalyst, có thể là SCIC sau này có thể thoái vốn chẳng hạn. Còn về định giá của Vinamilk chúng tôi cho rằng mức định giá này của Vinamilk hoặc PE khoảng 18 lần là tương đối phù hợp rồi chứ nó không hề rẻ. Và cổ tức một năm khoảng 4.000 đồng. Cùng nắm lên 5.000 đồng thì suất cổ tức khoảng 4% đến 4,5%. Thì là một mức bình thường, không phải là một mức quá cao. Chúng ta lưu ý là như thế. Còn cổ phiếu này thì không được hy vọng tăng trưởng như trong quá khứ nữa đâu ạ. Chúng ta thấy từ 2016 đến 2019 này, hơn 3 năm, đúng không? Tăng trưởng là 20%, tức là kép mỗi năm trung bình khoảng độ 5%. Lợi nhuận cũng thế thôi, cũng không tăng trưởng được mạnh đâu ạ. Đó, thì đấy là Vinamilk. Cũng có một bạn hôm trước hỏi là đánh giá như thế nào về cổ phiếu RE. Thì cổ phiếu RE như này, để hiểu mô hình kinh doanh của chúng ta của nó, chúng ta cần hiểu RE có những trục kinh doanh như này. Trục kinh doanh đầu tiên là truyền thống nhất của nó là mảng cơ điện lạnh. Cơ điện lạnh đó là các cái hệ thống cơ điện cho các tòa nhà cao tầng hay các sân bay vân vân đấy, thì RE làm cái đó. Đó, điều hòa thông gió vân vân. Rồi là RETEC, đó chính là mảng điều hòa của RE. Đó, đấy là trong cơ điện lạnh. Thì mảng này thì về cơ bản RE cũng là doanh nghiệp số 1 trong ngành ở Việt Nam. Tuy vậy nó cạnh tranh rất khốc liệt. Và rõ ràng là vì RE đang bị giảm doanh thu và giảm lợi nhuận ở lĩnh vực này, biên lợi nhuận đang giảm. Và tương lai chúng tôi cho rằng cũng không có thể khá hơn. Bởi lẽ bây giờ các cái tổng thầu họ đều có các cái công ty M&E hết rồi, tức là công ty cơ điện của họ hết rồi. Thế do đó là RE có thể cạnh tranh với họ, nhưng mà vấn đề nó rất nhiều cái sự phức tạp. Lĩnh vực này khốc liệt vô cùng. Thì lợi nhuận lĩnh vực này đóng góp cho RE đâu đó khoảng 15%. Thì tương lai chúng tôi cho rằng khoảng 3 năm nữa nó sẽ giảm vào khoảng độ chưa đến 10% đó. Lĩnh vực thứ hai đó là lĩnh vực đầu tư và cái công ty liên doanh liên kết điện nước rồi đầu tư trực tiếp. Thì RE đầu tư rất nhiều vào thủy điện và nhiệt điện là chính. Bên cạnh đó thì cũng có một ít là liên quan đến điện mặt trời khoảng 30 mê, đó là điện áp mái ở các cái tòa nhà của RE chẳng hạn. Bên cạnh đó một số nhà máy cũng có một chút nhiệt điện. Một chút điện mặt trời. Ngoài ra thì RE cũng đầu tư điện gió ở Trà Vinh và ở một cái tỉnh miền Nam nữa. Đó có một vài dự án. Bên cạnh đó thì đấy là mảng điện. Còn mảng nước thì RE đầu tư rất mua sở hữu rất nhiều các cái cổ phần của các cái doanh nghiệp phát các doanh nghiệp sản xuất nước cũng như cấp nước lớn. Ví dụ ở Hà Nội thì RE sở hữu khoảng 35-36% của VCW, đó là công ty nước Sông Đà đấy. Mà cái công ty mà vừa rồi cũng bị liên quan đến vụ có những người đổ dầu thải đấy. Đó, đấy là công ty đó. Thì đây là một công ty rất lớn và triển vọng rất tốt. Bên cạnh đó ở trong Sài Gòn thì RE nắm rất nhiều các cái công ty nước Thủ Đức rồi vân vân rất nhiều. Đó. Ngoài ra thì trong cái lĩnh vực thủy điện thì RE cũng nắm rất nhiều các doanh nghiệp nổi tiếng, ví dụ như Vĩnh Sơn Sông Hinh, Thủy điện miền Trung, Thủy điện sông Ba Hạ, vân vân và vân vân. Thì lĩnh vực điện nước này của RE thì mang lại lợi nhuận chính nhất cho RE khoảng độ 1.000 tỷ trong các năm vừa qua. Thì nó chiếm đâu đó khoảng độ 55%, 60% tổng lợi nhuận của RE. Và tương lai nó vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng tiếp. Và lĩnh vực thứ ba chúng tôi chia làm 3 lĩnh vực chính thôi, 3 lĩnh vực lớn. Lĩnh vực thứ ba đó là liên quan đến đó là bất động sản. Thì bất động sản trong đó lại có hai mảng nhỏ. Một là mảng phát triển bất động sản, thì thông qua việc RE sở hữu cổ phần của công ty liên kết đó là Sài Gòn RES, SGR đấy, quý vị và các bạn có thể search trên cà phê app nó sẽ ra đây ạ, SGR ạ. Sài Gòn RES đấy ạ, đúng không ạ?
RE sở hữu 3%, chúng ta cùng nghe em nhé, xem nhé. RE đấy, sở hữu 28,87%. Bên cạnh đó thì RE sở hữu một công ty con trực tiếp, đó là công ty phát triển bất động sản Việt Nam VIID, công ty này thì không niêm yết. Thì công ty này cũng sở hữu khá nhiều các quỹ đất để có thể phát triển. Và cái mảng mang lại lợi nhuận lớn nhất trong cái mảng bất động sản chính là cái mảng cho thuê văn phòng của RE. Hiện nay thì RE cung cấp cuối năm 2019 thì lên đến khoảng 155.000 mét vuông thương phẩm cho thuê ở khoảng 7 tòa nhà. Và đây chúng tôi cho rằng đây là công ty cho thuê bất động sản về văn phòng lớn nhất Việt Nam. Và lợi nhuận năm vừa rồi mang lại khoảng 395 tỷ. Và trong tương lai thì RE sẽ tiếp tục xây tiếp một số tòa nhà nữa và có thể nâng lên cái diện tích cho thuê lên đến khoảng 220 đến 250.000 mét vuông trong khoảng 3 năm nữa. 3 4 năm nữa. Đó, thì đây rõ ràng là một mảng mang lại lợi nhuận cũng rất là ổn định và tích cực. Thì mảng này chiếm đâu đó khoảng độ 25% lợi nhuận. Đó, thì đấy là về RE. Thì triển vọng về RE rõ ràng là công ty này đang đầu tư mở rộng rất như mạnh, đặc biệt là lĩnh vực cho thuê văn phòng cũng như đầu tư vào điện gió. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng RE sẽ có sự tăng trưởng khá chậm chứ nó không cao. Bởi vì đây là một công ty đầu tư tổng hợp, chúng ta không mong tăng đột biến và tăng nhanh. Và cổ phiếu RE thì tốt nhất đối với những nhà đầu tư mua tích trữ dần dần và đầu tư rất lâu dài. Thì đây sẽ là một cổ phiếu rất tốt với rủi ro cực kỳ thấp, cổ tức thì khá cao, khoảng 1.600 đồng trên với giá khoảng 30-31.000 đồng. Thì đây là một cổ phiếu tốt. Thực sự định giá cũng rất rẻ, PE bằng có khoảng hơn 6 lần. Thì quý vị yêu thích RE thì tôi nghĩ rằng quý vị có thể đợi RE điều chỉnh khoảng vùng 30 đổ lại thì quý vị có thể mua rất là tốt. Thì đấy là về cổ phiếu RE. Đó, thì trên đây thì tôi đã trình bày với quý vị và các bạn đầy đủ khá là chi tiết về cái mô hình kinh doanh của rất là nhiều doanh nghiệp trong VN30. Thì hẹn là gặp lại quý vị và các bạn trong cái buổi chủ nhật tuần tới với cái chủ đề chính, đó liên quan đến việc là tính giá cổ phiếu chia tách trong những ngày đặc biệt đấy. Ví dụ như đợt vừa rồi có cổ phiếu FPT chẳng hạn, vừa chia thưởng 15% cổ phiếu và 1% tiền mặt, 10% tiền mặt, thì chúng ta tính như thế nào? Thì hôm sau chúng tôi sẽ giải đáp những điều đó với quý vị và các bạn nhé. Và xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau. Chúc quý vị và các bạn đầu tư hiệu quả, thành công ạ.